Tỉnh Bách Nhiên lộ clip lao vào hôn sao nam Phó Tân Bác, bê bối quá khứ bị đào lại. Showbiz Hoa ngữ đang sốt xình xịch vì một hình ảnh khiến netizen choáng nặng. Một đoạn cắt từ clip cũ của hai mỹ nam Tỉnh Bách Nhiên, Phó Tân Bác bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội. Điều đáng nói trong hình, Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ lao về phía người bạn thân thiết giống như cố tình muốn hôn môi. Khi hành động này được diễn ra, những người xung quanh tỏ thái độ khá gay gắt khi đứng dậy bỏ đi chỗ khác. Điều đáng nói, Tỉnh Bách Nhiên từng hẹn hò với Ngeni, bạn gái cũ của Phùng Thiệu Phong. Trong khi đó, Phó Tân Bác hiện đã có gia đình riêng bên bà xã Dĩnh Nhi. Khi hình này được lan truyền trên mạng xã hội, làn sóng netizen chỉ trích hai nam diễn viên cố tình lừa dối, làm tổn thương hai người phụ nữ. Kể từ đây, netizen lật lại loạt khung hình và thông tin cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Phó Tân Bác. Năm 2007, hai nghệ sĩ cùng tham gia chương trình Cố Lên Hảo Nam Nhi, sau đó cùng Lý Dịch Phong và Kiều Nhậm Lương trở thành bốn mỹ nam hot nhất showbiz, được truyền thông ưu ái đặt tên Khuynh Thành Tứ Thiếu, có nghĩa các chàng thiếu gia khuynh đảo kinh thành. Về sau, công ty Hoa Nhị Huỳnh Đệ quyết định ký hợp đồng với Phó Tân Bác và Tỉnh Bách Nhiên, thành lập nhóm Bobo với lý do phiên âm tên của hai người đều có âm bô. Không khó để tìm thấy những tấm hình cực thân thiết của Tỉnh Bách Nhiên và Phó Tân Bác. Không chỉ vậy, các fan còn nhận ra phần giới thiệu bản thân trên Weibo và Instagram của hai nghệ sĩ đều giống nhau đến mức đáng ngờ khi chỉ để vỏn vẹn bốn chữ đơn đơn giản giản. Sau khi bê bối này rầm rộ trên mạng xã hội, Studio đại diện của Tỉnh Bách Nhiên đã đăng thông cáo báo chí khẳng định những hình ảnh được lan truyền là từ clip thuộc một show truyền hình trong quá khứ. Người chia sẻ đã hiểu nhầm hành động của Tỉnh Bách Nhiên và bịa đặt nội dung đoạn hội thoại. Điều này đã làm ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh và danh tiếng của nam diễn viên. Studio đã ủy thác vụ việc này cho luật sư để thu thập bằng chứng về những tin đồn liên quan. Ngoài ra kêu gọi người dùng mạng hãy thật tỉnh táo, chỉ nên bàn luận những thông tin chính xác, không tung tin sai sự thật hay tin tưởng tin đồn trên mạng xã hội. Tỉnh Bách Nhiên và Phó Tân Bác cùng nằm trong bộ tứ cùng tham gia cuộc thi Cố Lên Hảo Nam Nhi vào năm 2007, sau đó cùng tiến quân vào làng giải trí. Trong đó Tỉnh Bách Nhiên giành giải quán quân, Kiều Nhậm Lương á quân, Phó Tân Bác hạng 3 và Lý Dịch Phong hạng 8. Họ là những thí sinh có lượng người mộ đông nhất cuộc thi và được xưng là Khuynh Thành Tứ Thiếu. Lúc ấy, bốn người rất thân thiết với nhau. Sau khi cuộc thi kết thúc, Tỉnh Bách Nhiên và Phó Tân Bác thành lập nhóm nhạc Bobo. Vài năm sau thì dừng hoạt động, từ đó cả hai không đề cập đến nhau nữa. Trong nhóm Lý Dịch Phong và Kiều Nhậm Lương khá thân thiết, Kiều Nhậm Lương cũng chơi cùng Tỉnh Bách Nhiên. Nhưng Tỉnh Bách Nhiên và Lý Dịch Phong lại không qua lại với nhau. Thời điểm khi Kiều Nhậm Lương qua đời, Lý Dịch Phong có chia sẻ cảm xúc của mình nhưng Tỉnh Bách Nhiên chỉ im lặng đóng trang cá nhân của mình lại để tránh thị phi. Mặc dù cùng là bạn bè cũ nhưng cả ba người còn lại không nhắc đến nhau cũng như không cùng nhau đến viếng Kiều Nhậm Lương. Được biết, mối quan hệ của họ căng thẳng là do cạnh tranh trong công việc. Tỉnh Bách Nhiên có thành công nhất định ở mảng điện ảnh, anh chàng cũng được đánh giá là người có diễn xuất và chuyên tâm theo đuổi con đường này. Nhưng Tỉnh Bách Nhiên lại không có độ phổ biến và được yêu thích như Lý Dịch Phong. Trong khi đó, Lý Dịch Phong lại khao khát chứng minh khả năng của mình ở mảng điện ảnh nhưng chưa có được thành tích gì. Cũng có tin đồn fan Lý Dịch Phong từng tố đoàn đội của anh xúi fan giả mạo người hâm mộ Tỉnh Bách Nhiên để gây xích mích. Đến nay, khán giả vẫn chưa thấy cặp đôi này đứng chung sân khấu hay chụp ảnh với nhau thêm một lần nào nữa. Điều này chứng tỏ muốn giữ tình bạn trong showbiz không hề đơn giản chút nào.